bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu body với nón liền và trang trí họa tiết khủng long xinh xắn cho bé như thế này. Đây là toàn bộ xung quanh phần thân của body. Thân trước thì mình có làm cài nút để bé có thể dễ dàng mặc vào hơn. Và thân sau thì mình có trang trí sừng để tạo họa tiết khủng long cho phần body của mình thêm xinh xắn hơn. Để làm được mẫu này thì có hai số đo các bạn cần lưu ý cho mình. Đầu tiên đó chính là cái số đo phần ngực của bé. Và số đo thứ hai các bạn cần lưu ý cho mình đó là chiều cao từ phần vai đến phần đũng. Thì phần đũng ở đây tức là cái phần đáy quần ở phía dưới ha. Hai số đo này mình cũng có để ở phần mô tả. Các bạn có thể nhắc vào phần mô tả để tham khảo số đo, sau đó mình sẽ tăng size cho phù hợp. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Nếu không hiểu ở phần nào có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha. Để làm được mẫu này thì mình sử dụng len mill cotton cuộn 125g. Sợi len của mình là mác S và chữ đỏ. Độ dày sợi len nằm trong tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Kim móc thì mình sử dụng kim 4.0mm. Những bạn nào mà không có cái mẫu kim này có thể so sánh đầu kim các bạn đang có so với sợi len. Khi đưa vào so sánh nè, độ dày của đầu kim sẽ to gấp đôi so với sợi len ha. Mũi móc của mình nó sẽ được mềm mại hơn. Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len, kim khâu len để khâu các cái họa tiết lại. Các cái kim đánh dấu dùng để đánh dấu mũi móc. Hạt nút dùng để cài lại cái phần thân nè. Và ngoài ra còn có sử dụng thêm một ít gòn nhồi để mình có thể nhồi vào trong phần sừng của khủng long. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên thì cần tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Sau đó dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích có cái độ dài bằng một nửa so với số đo vòng ngực. Và cái số đo vòng ngực này các bạn đã trừ heo, tức là mình đã cộng thêm 2-4cm cho cái số đo vòng ngực nó rộng rãi hơn ha. Ở đây mình sẽ móc lên tổng cộng là 50 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau khi đã có cho mình được 50 mũi móc xích, đã có được cái chiều dài của cái đoạn xích này bằng một nửa so với số đo vòng ngực đã trừ heo rồi nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc lên cái phần thân. Từ đây tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1, 2 và 3. Sau đó đâm kim vào chân thứ 50 móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến hết ha. Cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tương tự cho đến hết nè. Sau khi hoàn tất được 50 mũi kép đơn vào 50 chân móc xích đó, ta sẽ được một cái độ dài như thế này. Tiếp tục hàng móc tiếp theo móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Cái hàng móc đầu tiên mà các bạn vừa hoàn tất, ta có 50 mũi kép đơn, tạo ra 50 chân móc cho hàng thứ hai. Thì 50 chân móc này mỗi chân các bạn cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Đây là chân đầu tiên ha. Chân thứ hai cũng móc một mũi kép đơn nè. Chân thứ ba tương tự, một mũi kép đơn. Và làm tương tự cho mình cho đến chân móc cuối cùng ha. Móc tương tự cho đến cuối nè. Khi đã hoàn tất được hàng móc thứ hai, móc lên 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng thứ ba thì cũng tương tự như hàng thứ hai, móc vào 50 chân móc, mỗi chân làm một mũi kép đơn. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng, sau đó ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Và lúc này các bạn sẽ đo cho mình nè. Ta sẽ đặt hàng móc mà mình vừa móc được xuống mặt phẳng và sử dụng thước dây để đo. Các bạn sẽ đo cho mình cái chiều dài mà mình vừa có được của cái hàng móc này. Thì khi đã có được cái chiều dài của cái hàng móc này rồi, các bạn sẽ lấy cho mình cái chiều dài này mình chia cho 3. Thì ví dụ như ở cái size này của mình là 30cm nè, các bạn chia cho 3 thì mình sẽ được 10. Ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được cái chiều cao 10cm. Đây, cái đoạn này là 3 phần thì chia cho 3, lấy 1 phần để làm chiều cao của phần nách. Đây 3 phần ha, thì lấy 1/3 nè. Móc chiều dài xuống là 1/3.
Và cái cách chia này nó cũng áp dụng cho tất cả các cái size đối với những bạn nào mà muốn tăng giảm size ha. Tất cả các hàng móc đều móc tương tự như nhau. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc, ta được cái chiều cao mà mình vừa móc được bằng 1/3 so với cái bề ngang của phần vai. Thì bây giờ các bạn sẽ chia cho mình cái phần vai ở bên trên. Đến cái hàng móc cuối cùng kết thúc này nè, các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó kéo và cắt len. Tiếp theo mình sẽ chia cái phần vai để móc cái phần thân trước nè. Ta sẽ lấy cái số xích mà mình gây nên đầu tiên chia cho 4. Thì mình lấy ví dụ luôn ha. Ở đây của mình là 50 mũi móc xích đầu tiên. Các bạn chia cho 4 được 12 mũi. Thì 12 mũi đó mình sẽ chia làm 4 phần. Dùng kim đánh dấu cho mình nè. 1 phần, 2 phần, 3 phần và 4 phần. Thì ta sẽ lấy hai cái phần từ bên ngoài vô nè. Đây. Cái số dư đó các bạn có thể đặt cho mình ở hai bên vai ha. Cho hai bên vai của mình nó rộng hơn một tí. Sau đó sử dụng sợi dây tạo cho mình một nút. Kéo sợi len dài nè. Ta sẽ móc một phần vai trước nè. Đâm kim cho mình vào một chân móc đầu tiên của cái hàng móc này. Sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Đâm kim vào chân mình móc đó, móc một mũi kép đơn. Sau đó sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc mà mình đánh dấu. Mỗi chân cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Khi móc thì lưu ý giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. Mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc là được. Khi móc đến chân móc mình đánh dấu thì tháo kim đánh dấu ra và chân đó cũng móc một mũi kép đơn. Ta sẽ có được cái độ rộng của phần vai như thế này. Móc tiếp lên 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng thứ hai, mỗi chân móc các bạn cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc đến cuối hàng thì móc lên 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Móc tương tự thêm nhiều hàng móc như vậy nữa ha. Và lúc này các bạn sẽ đo cho mình nè. Đây là cái phần vai mà mình vừa móc được ha. Đây là cái phần thân sau nè. Thì chiều cao của cái phần thân sau này chia nửa ra. Móc cho mình cái chiều cao một nửa này qua cái phần vai. Thì mình sẽ có được ở đây là 5cm ha. Khi ta gặp đôi lại nè. Thì nó sẽ dư ra một đoạn để mình có thể chừa ra cái phần vai. Đây là cái đoạn tạo cái độ rộng cho cái phần nách. Thì đến đây rồi các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình cái phần thân trước tạo cài nút ở đây. Thì khi mình đã hoàn tất được cái phần vai rồi các bạn sẽ tiến hành cắt len cho mình. Xích đầu tiên của mình ban đầu mình chia cho 4. Hai bên vai mỗi bên là một phần. Chính giữa còn dư ra hai phần nè. Thì hai phần chính giữa này mình sẽ tiếp tục lấy một phần và mình sẽ móc một bên của phần thân cài nút trước. Đây chia đôi ra ha, móc một bên của phần thân cài nút. Tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Ta sẽ đâm kim vào cái chân móc nằm bên trong của cái hàng móc mà mình vừa móc được ở cái phần vai nha. Theo hướng hai phần mà mình chừa ra chính giữa á. Kéo nút vừa tạo qua chân móc nè. Từ đây ta sẽ móc lên một nửa số xích ở cái phần thân chính giữa. Tức là 1/4 của cái xích đầu tiên mà mình chia á. Thì ở đây mình sẽ móc ra 12 mũi ha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Có được 12 mũi rồi nè. Thì lúc này á, cái đoạn mà mình có được ở đây nè. Nó sẽ bằng một nửa so với cái xích đầu tiên mà mình gây nên cho cái phần thân ha.
Và khi mình đã có được cái độ dài này rồi, các bạn tiếp tục bóc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1, 2, 3, 3. Ta đâm kim vào cái chân móc đó, móc vào một mũi kép đơn. Và mình sẽ làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại ha. Móc tương tự cho mình cho đến hết. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được một hàng móc như thế này. Hàng móc tiếp theo móc lên cho mình 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ta cũng sẽ móc vào các cái chân móc mà mình có được, mỗi chân là một mũi kép đơn ha. Chân đầu tiên một mũi kép đơn nè. Sau đó lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại. Móc tương tự cho đến cuối hàng, sau đó sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi ta gặp đôi cái phần thân lại nè. Hai cái đường móc này nó sẽ chạm vào nhau ha. Và ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi cái thân trước này nó có số hàng móc bằng với phần thân sau mà mình móc được nè. Sau khi đã móc hoàn tất cho mình được một bên thân trước thì các bạn sẽ tiếp tục làm tương tự cho một bên còn lại. Ta sẽ tạo ra được độ rộng của phần cổ như thế này. Khi mà mình gặp cái phần thân lại nè. Bây giờ mình sẽ nối lại cái phần nách ha. Các bạn sẽ tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, kéo sợi len dài để thành một nút. Đây là cái phần thân mà mình vừa móc được nè. Thân trước là cái phần mà mình chia ra làm hai mặt để mình tạo cài nút. Các bạn sẽ chọn cho mình một mặt, sau đó mình sẽ đâm kim vào cái chân móc ở cái đường mà mình tạo cài nút nha. Đây, ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên, sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Móc vào chân mình vừa móc mũi dời đó, một mũi kép đơn. Khi móc lưu ý giấu sợi len thừa ha, để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Sau đó làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng móc. Mỗi chân móc ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc là được. Khi đã móc được đến cuối hàng móc rồi, từ cái điểm mà mình kết thúc này, các bạn móc tiếp lên cho mình một mũi móc xích. Thì cho tất cả các cái size các bạn đều móc cho mình lên một mũi móc xích ha. Sau đó ta sẽ đưa kim đến cái phần thân sau và mình sẽ đăng kim vào chân móc đầu tiên của thì phần sau thân khi sau, mình đã móc được đến cuối hàng móc. Và mình sẽ làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại cho đến hết cái phần thân sau ha. Mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Như vậy là mình đã tạo ra được một cái khoảng trống để mình có thể luồn cánh tay vào nè. Làm tương tự cho đến hết phần thân sau. Sau đó đến đây các bạn cũng tiếp tục móc lên một mũi móc xích và mình sẽ nối với cái phần thân trước còn lại. Và móc tương tự cho đến hết. Khi mình đã móc được đến cuối hàng móc rồi, tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Như vậy là mình vừa hoàn tất được 1/4 của toàn bộ phần thân body, tạo ra một cái độ rộng để mình có thể mặc vào vừa với phần thân trên. Đây. Và hàng móc nối nách này nó cũng đã tạo ra được những cái chân móc cụ thể. Các bạn sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Và ta cứ móc đều thẳng xuống ha. Mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho thêm nhiều hàng móc và mình sẽ dựa vào phần nách. Trừ ra các cái hàng móc mà mình tạo cái phần vai. Thì cái đoạn này nè. Số hàng móc là bao nhiêu hàng móc thì các bạn sẽ móc cho mình cái phần thân dưới bấy nhiêu hàng. Tức là cái đoạn mà từ phần nách đi xuống nó sẽ bằng với số hàng móc từ cái phần cổ đi xuống ha, tới phần nách. Và đây là cái phần cài nút. Thì mình sẽ viền lại hai phần cài nút này tạo khoảng trống để cài nút trước ha. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Và để ý nè, lúc này ở cái hàng móc mà mình tạo viền cho phần cài nút nó sẽ có thân chân móc. Chân móc. Thân chân móc. Chân móc. Thì lúc này các bạn sẽ móc cho mình vào các cái chân móc
chứ không móc vào thân chân móc ha. Đây là thân chân móc nè, móc vào chân móc thôi nè. Thì chân đầu tiên là cái chân của mũi kép đơn mà mình vừa kết thúc đó, móc vào một mũi móc đơn. Tiếp tục di chuyển kim đến chân móc kế bên, không móc vào thân chân móc nha, mà móc vào chân móc nè, móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Sau đó tiếp tục đâm kim vào chân móc kế tiếp, móc vào hai mũi móc đơn, móc tương tự cho mình cho đến cuối cái phần cài nút này. Và cứ mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Đây chân móc nè, hai mũi móc đơn. Khi móc được đến cuối hàng móc rồi, còn lại một chân móc cuối cùng là cái chân móc của phần đỉnh, móc vào đó một mũi móc đơn. Như vậy là ta viền lại được cái phần cài nút rồi ha. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Lúc này mình đã có được những cái chân móc cụ thể rồi. Ở cái hàng móc thứ hai này, các bạn sẽ tạo cho mình các cái khoảng trống để mình có thể luồn cái hạt nút qua. Và tùy vào số lượng hạt nút cũng như là khoảng cách của những hạt nút đó mà các bạn có thể chia cho mình cái số mũi móc khoảng cách nó khác nhau. Đầu tiên thì các bạn móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn trước. Đây, được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi. Tùy vào cái kích thước của nút mà các bạn sử dụng, ở đây mình sử dụng là nút 2 cm, thì nút 2 cm này nó có thể tương đương với 2 hoặc là 3 mũi móc xích ha. Ở đây mình sẽ gây nên là 3 mũi móc xích. Sau đó ta sẽ bỏ qua 3 chân móc, móc vào chân móc thứ tư một mũi móc đơn. Như vậy là mình sẽ tạo ra được một khoảng trống để mình có thể luồn hạt nút vào nè. Hạt nút chui qua cái lỗ này nó có thể dễ dàng hơn ha. Tiếp tục khoảng cách từ cái nút này đến nút kia các bạn sẽ chia đều cho mình, làm sao cho nó đều với cái phần thân body là được. Ở phần thân này mình sẽ tạo khoảng cách là 7 mũi móc cho hai hạt nút ha. Thì mình đã có mũi đầu tiên kết thúc cái hạt nút đầu tiên rồi nè. Thì tiếp tục móc thêm cho mình 6 mũi móc đơn. Ta có được mũi móc đơn thứ hai nè. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Mũi móc đơn thứ sáu. Và mũi móc đơn thứ bảy. Như vậy là khoảng cách từ nút này đến nút kia nó sẽ cách nhau là 7 mũi móc. Tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Đâm kim vào chân móc thứ tư, bỏ qua 3 chân móc nằm chính giữa ha, móc vào một mũi móc đơn. Thì ta sẽ có được khoảng trống thứ hai, và từ cái khoảng trống thứ hai đến khoảng trống thứ ba cũng cách nhau là 7 mũi móc. Móc đơn thứ ba nè, móc đơn thứ tư, mũi móc đơn thứ năm, mũi móc đơn thứ sáu và mũi móc đơn thứ bảy. Có được 7 mũi rồi, tạo khoảng trống thứ ba, móc lên 3 mũi móc xích, bỏ qua 3 chân móc, móc vào chân thứ tư một mũi móc đơn. Tiếp tục móc thêm 6 mũi móc đơn ha. Mũi thứ ba nè, mũi thứ tư nè, mũi thứ năm, mũi móc thứ sáu và mũi móc thứ bảy. Sau đó tạo một cái khoảng trống thứ tư, móc lên 3 mũi xích, bỏ qua 3 chân, móc vào chân thứ tư một mũi móc đơn. Ta sẽ móc cho các chân móc còn lại cho đến cuối ha. Khi nào mà mình không còn đủ khoảng trống để mình tạo cài nút nữa thì các bạn sẽ ngưng. Mình cứ móc thẳng xuống là được. Đây, đến chân cuối cùng một mũi móc đơn. Ta sẽ có được 4 khoảng trống để mình tạo ra 4 cái phần cài nút cho 4 hàng nút. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích, sau đó kéo và cắt len. Ta đã được một bên của phần cài nút rồi, với hai hàng móc. Tiếp tục ở bên còn lại nè. Đối với cái bên còn lại thì cách viền nó cũng tương tự nè. Các bạn sẽ viền cho mình thêm hai hàng móc, nhưng mà ở hàng móc thứ hai mình sẽ không tạo cái khoảng trống cài nút như phần 1 nữa, mà mình tạo một cái độ rộng để mình có thể may cái hạt nút vào đó. Và mình cũng đâm kim từ cái chân móc phía dưới ha. Tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Có được một nút rồi, mình cũng đâm kim từ cái chân móc ở phía dưới của phần thân nè. Kéo sợi len này qua chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Sau đó chân đầu tiên đó móc vào một mũi móc đơn. Và lúc này ở cái hàng móc này mình cũng có thân chân móc và chân móc ha.
Các bạn sẽ đâm kim vào từng chân móc, mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi móc đơn. Khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng thì chân cuối cùng cũng móc một mũi móc đơn. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Ta viền lại được hàng đầu tiên ha. Quay ngược đầu móc lại. Ở hàng thứ hai, cái mặt bên này mình tạo khoảng trống cài nút, còn cái mặt bên này các bạn sẽ không tạo khoảng trống cài nút mà mình sẽ móc đều mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến cuối hàng. Đây, mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn ha, móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Ta hoàn tất được hai hàng móc cho cái phần cài nút kế bên ha. Khi mà mình gập cái phần thân lại nè, thì cái khoảng trống hai hàng móc này mình sẽ tiến hành may nút ở bên này, còn cái khoảng trống mà mình tạo để mình luồn nút á, mình sẽ đặt ở phía trên để mình cài nút vào ha. Sau đó mình sẽ viền toàn bộ từ cái phần cài nút cho đến cái phần cổ áo, móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Mình sẽ viền lại hàng móc thứ ba cho cái phần cài nút, mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc, móc cho mình lên cái phần cổ áo, móc đến đây ha. Sau khi đã móc được đến cuối hàng móc rồi, tiếp tục mình sẽ viền lại ở cái phần cổ bên trên. Thì đến cái điểm kết thúc của cái phần viền này rồi, móc tiếp lên một mũi móc xích và chân đó móc tiếp một mũi móc đơn ha. Tức là cái chân móc cuối cùng đó ta sẽ có một đơn, một xích và một đơn. Ta tạo ra được một cái góc nhọn và mình sẽ di chuyển kim đến các chân móc của cái phần cổ. Mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì các bạn có thể đâm kim cho mình vào các cái chân móc xích, mỗi chân một mũi móc đơn ha. Ta cứ viền tương tự cho đến các cái chân móc của cái phần vai. Đến các cái chân móc của phần vai thì lúc này mình sẽ có các cái thân chân móc và chân móc xen kẽ với nhau, chứ không có cái chân móc cụ thể. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân đầu tiên của cái góc này nè. Móc vào đó hai mũi móc đơn cùng một chân móc. Cũng tương tự giống như cái phần mà mình tạo cài nút ở bên này nè. Tức là ta sẽ đâm kim lần lượt vào các cái chân móc, chứ không đâm kim vào thân chân móc ha. Nhưng mà lúc này cái mũi mà mình đâm kim vào đây nó sẽ xen kẽ nè. Mũi đầu tiên mình móc hai mũi móc đơn rồi, thì cái mũi thứ hai các bạn sẽ móc cho mình ba mũi móc đơn. Một móc đơn thứ hai và móc đơn thứ ba. Tức là lúc này mình sẽ tăng mũi cho cái phần nón của mình, khi mà mình móc lên nó có cái độ rộng ra hơn ha. Chân kế tiếp cũng móc cho mình ba mũi móc đơn. Hoặc là đối với những bạn nào mà thích cái phần nón của mình nó có cái độ rộng vừa phải thì các bạn có thể xen kẽ cho mình. Chân móc thì mình móc 3 mũi móc đơn, chân thì mình móc 2 mũi móc đơn xen kẽ ha. Ở đây thì mình sẽ tăng đều luôn, mỗi chân là 3 mũi móc đơn cho phần nón nó sẽ rộng ra hơn. Đây, kết thúc cho mình được cái phần viền ở vai rồi thì tiếp tục chân cuối cùng móc vào 2 mũi móc đơn. Như vậy là ta đã viền lại được cái phần vai ha. Và cái độ rộng của phần vai này các bạn có thể tăng giảm mũi tùy thích. Tiếp tục đến cái phần thân sau có những chân móc cụ thể rồi, thì mỗi chân móc sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến phần vai còn lại, cũng tăng mũi tương tự giống như phần vai đầu tiên. Chân này móc 2 mũi đơn. Các chân nằm chính giữa mỗi chân 3 mũi móc đơn, hoặc có thể tăng giảm tùy thích ha. Chân cuối cùng 2 mũi móc đơn, sau đó tương tự cho đến cuối hàng. Và đến cái góc này móc lên một đơn, một xích và một đơn, và mình sẽ móc cho đến hết. Khi các bạn móc cho đến hết nè, ta có những cái khoảng trống ở cái hàng móc này, thì hàng móc này các bạn sẽ móc cho mình vào luôn cái khoảng trống, chứ không cần móc vào mũi xích ha. Ở đây mình chừa ra 3 mũi xích thì móc cho mình 3 mũi móc đơn vào cái khoảng trống luôn. Như vậy là khi mà mình viền ở cái phần khoảng trống cài nút, nó sẽ tạo ra được một cái độ sâu rõ ràng hơn để mình có thể luồn hàng nút vào ha. Đây, 3 mũi móc đơn nè.
Tiếp tục di chuyển kim đến các cái khoảng cách đó, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Đến khoảng trống cài nút thì cũng móc cho mình vào khoảng trống luôn chứ không cần phải móc vào mũi móc xích ha. Các bạn chừa ra cho mình bao nhiêu mũi móc xích thì móc cho mình bấy nhiêu mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình cho đến hết. Khi mình đã hoàn tất được đến cuối hàng móc thì các cái khoảng trống cài nút nó sẽ lộ rõ ra hơn nè. Như vậy là ta vừa hoàn tất được 2/4 của toàn bộ phần thân body ha. Đặt cái phần thân trước lại nè. Ba hàng móc mà mình móc kính sẽ may nút ở đây. Còn ba hàng móc bên trên ta cài lại. Ta sẽ có được cái phần thân trên. Bây giờ mình sẽ nối lại cái phần thân dưới. Phần cài nút mỗi bên mình có chừa ra ba hàng mũi đơn. Thì lúc này mình sẽ nối lại, móc lên cho mình một xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái phần có khoảng trống nè. Đây, cái hàng móc này nó sẽ tương đương với cái hàng móc mũi đơn đầu tiên của cái phần mà mình may nút ba hàng móc ha. Thì lùi cho mình vào cái chân móc thứ ba, đâm kim vào chân móc thứ ba đó, hai chân móc song song móc vào đây một mũi móc đơn ha. Sau đó tiếp tục chân móc kế bên và chân móc kế tiếp của phần thân sau, móc vào mũi móc đơn thứ hai, tương tự ha, mũi thứ ba nè và chân cuối cùng một mũi móc đơn. Như vậy là ta đã nối được hai phần lại với nhau. Các chân móc còn lại thì móc đều, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Như vậy là phần thân trên của mình nó sẽ tạo ra một cái khoảng ở đây, nó không có bị hở cho cái phần bụng ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Do clip hơi dài nên bài hôm nay mình sẽ dừng lại ở đây. Clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các phần còn lại ha. Chúc các bạn móc thành công.